quý vị, bất kỳ phụ huynh nào cũng muốn con em của mình sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bước vào học tại những ngôi trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, không phải học sinh hay gia đình nào cũng làm được điều này, mà còn phụ thuộc vào học lực, sở trường và hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Bởi vậy, thay vì tốn kém hàng trăm triệu đồng để có được một tấm bằng đại học tại những ngôi trường học đại, rồi chật vật đi tìm việc làm, thì lựa chọn học nghề sau tốt nghiệp trung học phổ thông hay tốt nghiệp trung học cơ sở lại là một giải pháp tốt. Trường dạy nghề Thanh Xuân hiện nay đang đào tạo hơn 20 ngành nghề cho hàng nghìn học viên. Chỉ tính riêng khoa công nghệ ô tô, hiện đã có hơn 300 học viên đang theo học. Đây là nhóm nghề được nhiều nhà tuyển dụng lớn săn đón, nên rất nhiều bạn trẻ sau tốt nghiệp trung học phổ thông đã lựa chọn theo học. Ngoài khoa ô tô, dạy nghề Thanh Xuân cũng có rất nhiều ngành nghề như nghề sửa chữa xe máy, nghề sửa chữa điện lạnh, nghề sửa chữa điện tử, sửa chữa điện dân dụng, điện công nghiệp cũng được nhiều bạn học sinh lựa chọn gắn bó sau tốt nghiệp cấp 3. Đây đều là những ngành nghề không thể thiếu với cuộc sống thường ngày của mọi người, mọi nhà. Chính vì vậy, những nghề này đều có khối lượng công việc rất lớn và nhu cầu tuyển dụng rất cao. Và đứng ngay cạnh Ngọc đây chính là một bạn học viên 2K6, vừa chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông được mấy ngày, nhưng hiện nay bạn đang là học viên của lớp sửa chữa xe máy tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Mọi người hãy cùng trò chuyện với bạn để xem lý do vì sao bạn đến với trường dạy nghề Thanh Xuân nhé. Chào em. Dạ, chào. Chào chị. Em ơi, em hãy giới thiệu một chút thông tin về mình với mọi người đang xem video nhé. Dạ, em là Sùng Xeo Khua, em ở Đắk Lắk lên đây. Thế chị hỏi một chút, tại sao em không lựa chọn theo học đại học hay là cao đẳng mà em lại lựa chọn học nghề? Thấy học đại học là lúc đầu là cũng không có ý định học đại học, và thấy học nghề để có việc làm nhanh hơn. Em không học đại học là vì em không cảm thấy là mình không đủ năng lực học, hay là do gia đình không đủ điều kiện, hay là vì một lý do nào khác? Lý do là không thích học. Không thích học đại học đúng không? Thế chị hỏi nhá, có rất là nhiều ngành nghề để bản thân em lựa chọn. Vậy thì tại sao em lại lựa chọn nghề sửa chữa xe máy? Vì em thấy nghề sửa chữa xe máy này rất là mình thích loại như động cơ. Nếu mình sửa xe máy là thấy phù hợp với mình hơn. Thì em nghĩ là cái nghề sửa chữa xe máy nó có tiềm năng phát triển mạnh mẽ không? Thấy bây giờ là xe máy là người dân rất là cần thiết. Em dự định là sau khi học xong là mình sẽ đi làm ở Hà Nội hay là mình sẽ về quê hương Đắk Lắk để mở cửa hàng? Dạ, sẽ về quê hương để mở hàng. Mở cửa hàng đúng không? Vậy thì tại sao chị nghĩ là từ Đắk Lắk vào Sài Gòn thì sẽ gần hơn rất rất nhiều so với Đắk Lắk ra Hà Nội? Thế tại sao em lại lựa chọn ra Hà Nội để học nghề tại dạy nghề Thanh Xuân? Vì em không có cơ hội để làm sinh viên nên em chọn trường dạy nghề Thanh Xuân để có cảm giác là đi xa nhà hơn. Có cảm giác đi học xa nhà đúng không? Ngoài ra thì có lý do gì nữa không? Và tham khảo ra sự uy tín của trường dạy nghề nữa. Nên là em quyết định đi một chặng đường rất là xa từ Đắk Lắk ra Hà Nội để trở thành học viên lớp sửa chữa xe máy của trường dạy nghề Thanh Xuân đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Tại dạy nghề Thanh Xuân, chương trình học được xây dựng chi tiết từ cơ bản cho đến chuyên sâu. Nội dung học chủ yếu là học thực hành. Các trang thiết bị hiện đại, đầy đủ, luôn sẵn sàng để các em được rèn luyện mỗi ngày. Vì thế, dạy nghề Thanh Xuân đã giúp các em nhanh chóng vững vàng tay nghề, tự tin lập nghiệp. Sau khi các em học xong, dạy nghề Thanh Xuân hỗ trợ giới thiệu việc làm miễn phí. Hệ thống đối tác rộng rãi luôn chào đón các em về làm việc, giúp đỡ các em vững vàng hơn, giảm bớt khó khăn ở giai đoạn mới ra trường. Em giới thiệu một chút về bản thân em với mọi người đang xem video nhé. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Phạm Huy Hoàng, em đến từ thành phố Nam Định. Hiện tại thì em đang theo học nghề sửa chữa ô tô tại dạy nghề Thanh Xuân. Sau khi có một thời gian trải nghiệm chương trình học tại dạy nghề Thanh Xuân thì em thấy môi trường dạy nghề Thanh Xuân là một môi trường như thế nào? Môi trường ở dạy nghề Thanh Xuân là một môi trường rất tốt. Tất cả những các thầy cô giáo ở đây rất tận tâm, tận tình với các học viên. Và tất cả những các bạn học viên mà học cùng cũng rất là vui vẻ, hòa đồng và cũng giúp đỡ nhau trong cái công việc học tập rất là nhiều. Thế sau khi em có dự định là sau khi học xong ở tại trường thì sẽ đi làm ở đâu chưa? Em hiện tại thì bây giờ chỉ cần tập trung vào học để có một cái tay nghề tốt thôi. Còn sau này công việc thì sẽ có trường dạy nghề Thanh Xuân giúp đỡ học viên bọn em rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Nếu bạn đang băn khoăn về con đường tương lai sau khi trượt đại học, hãy cân nhắc lựa chọn khóa học tại dạy nghề Thanh Xuân. Chúng tôi sẽ giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp. Liên hệ ngay qua hotline 0961 677 446 để được tư vấn và đăng ký ngay khóa học tại trường dạy nghề Thanh Xuân.